Giang Sơ Ảnh được biết đến là một nữ diễn viên của Trung Quốc. Sinh ngày 1 tháng 9 năm 1986 tại Thượng Hải. Không chỉ là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, Giang Sơ Ảnh còn có học vị đáng nể khi không chỉ tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải mà còn sở hữu trong tay tấm bằng thạc sĩ về kinh tế truyền thông của Đại học Đông Anglia Anh. Từng quyết định để lại sự nghiệp giang dở để đi du học, có lẽ ánh hào quang với Giang Sơ Ảnh là điều xa xỉ. Chính vì thế mà trong suốt những năm nay, cô vẫn luôn chăm chỉ đóng phim, cố gắng chứng minh thực lực và nói không với những chiêu trò PR, marketing hay con đường lưu lượng như các thế hệ trẻ ngày nay. Năm 2020 là năm mà Giang Sơ Ảnh nhận được nhiều sự chú ý nhất khi cô trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim 30 chưa phải là hết. Và vai diễn Vương Mạn Ni trong phim 30 chưa phải là hết là vai diễn để lại dấu ấn nhất từ trước đến nay của Giang Sơ Ảnh. Và ngoài sự nghiệp diễn xuất thì đời tư của Giang Sơ Ảnh cũng nhận được rất nhiều sự chú ý khi cô từng có một khoảng thời gian hẹn hò với thánh ế Hồ Ca. Và mặc dù đã chia tay nhiều năm, nhưng đến nay mỗi khi nhắc đến Giang Sơ Ảnh thì mọi người lại nhớ ngay đến chuyện tình của cả hai. Sự nghiệp của Giang Sơ Ảnh. Giang Sơ Ảnh là diễn viên cùng thời với Dương Mịch, Đường Yên và Triệu Lệ Dĩnh. Cô chính thức bước chân vào làng giải trí vào năm 2005 với vai diễn Kim Phượng trong bộ phim Phi Hoa Như Điệp. Một năm sau, Giang Sơ Ảnh xuất hiện trên màn ảnh rộng với dự án điện ảnh Yêu, Giảm Béo. Bộ phim đã giúp cô nhận được giải thưởng nữ chính phim ngắn xuất sắc nhất. Khi thấy thành công của Giang Sơ Ảnh, nhiều người cho rằng cô sẽ trở thành ngôi sao đầy triển vọng bởi các nữ diễn viên đương thời vẫn chưa nổi tiếng và có vai diễn ăn khách. Tưởng chừng như cánh cửa thành công đang rộng mở, Giang Sơ Ảnh sẽ nắm bắt cơ hội, tiếp tục chăm chỉ đóng phim thì sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng. Nhưng cô đã bỏ qua một thời điểm thiên thời địa lợi ấy và dứt khoát quyết định tiếp tục bước một bước dài hơn trên con đường học vấn. Giang Sơ Ảnh đi du học để muốn lắng đọng lại bản thân, đồng thời nữ diễn viên cũng muốn biết nhiều hơn về thế giới và gặp gỡ được nhiều người hơn. Trở lại với Anh Có Thích Nước Mỹ Không và loạt phim khác. Rời xa làng giải trí hoa lệ một thời gian, Giang Sơ Ảnh lại tái xuất với phim điện ảnh So Young, tự Việt là Gửi Thanh Xuân, Anh Có Thích Nước Mỹ Không vào năm 2013. Làm lại từ đầu sau 7 năm, Giang Sơ Ảnh lại gây bất ngờ khi giành giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải điện ảnh châu Á lần thứ 8 và British Vientiane International Chinese Film Festival lần thứ 5. Năm 2014, người đẹp sinh năm 1986 giành giải Hoa Đỉnh cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho bộ phim truyền hình Nhất Phó Nhị Chủ. Cùng năm, Giang Sơ Ảnh tham gia vào hai bộ phim Thiên Đường Cúc Mỹ và Đại Trạch Nam. Năm 2015, Giang Sơ Ảnh tham gia vào loạt phim truyền hình và điện ảnh như Bắc Kinh, New York, Thành Phố Đang Yêu, Running Lover, Trưởng Thành và Người Yêu Cũ Tuyệt Vời, đóng cặp cùng Ngô Thừa Húc. Phải nói, Giang Sơ Ảnh chính là hình mẫu con nhà người ta khi sở hữu học vấn siêu đỉnh, lại còn có sự nghiệp vô cùng ổn áp. Cô không ngại thử nhiều thể loại vai diễn khác nhau, từ vai phụ đến nhân vật khó nhằn. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Giang Sơ Ảnh mãi chưa thực sự bạo hồng là do kịch bản cô chọn quá an toàn và vai diễn chưa đủ bứt phá để mang đến cho cô một tác phẩm đời đời. Năm 2016, Giang Sơ Ảnh đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình tình cảm Người Đàn Ông Tuyệt Vời. Trong quá trình lên sóng, bộ phim nhận được phản hồi tích cực của khán giả và vai diễn Giang Lai đã giúp cô nhận được giải thưởng màn trình diễn xuất sắc nhất tại đêm hội IQE 2017. Cùng năm 2016, bộ phim điện ảnh hành động Huyết Chiến đã mang đến cho Giang Sơ Ảnh giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Trung Quốc Australia lần thứ 3. Chán đóng phim hiện đại, Giang Sơ Ảnh mở rộng gia tài phim ảnh khi tham gia bộ phim truyền hình sử thi giả tưởng Cửu Châu Phiêu Miểu Lục vào tháng 11 năm 2017. Đến năm 2018-2019, nữ diễn viên 8X nên duyên với loạt nam thần hoa ngữ trong các dự án mới, trong đó bao gồm Con Đường Đưa Tiễn Đẩy Hoa cùng Trung Hán Lương, Luyến Ái Tiên Sinh đóng cặp cùng Cận Đông, Toàn Chức Cao Thủ hợp tác cùng Dương Dương. Năm 2020, Giang Sơ Ảnh xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với ba tác phẩm Thanh Bình Lạc cùng Vương Khải, Anh Đợi Em Ở Bắc Kinh với Lý Dịch Phong và 30 Chưa Phải Là Hết cùng Đồng Dao và Mao Hiểu Đồng. Tuy nhiên, có lẽ ấn tượng nhất là 30 Chưa Phải Là Hết lên sóng hồi tháng 7 năm 2020. Thanh Bình Lạc lùm xùm với Trương Thiên Ái. Trong phim, Giang Sơ Ảnh vào vai Tào Hoàng Hậu, một người phụ nữ mẫu mực,
có phong thái rộng lượng và đặc biệt là hết mực trung tình với Hoàng thượng, Vương Khải. Mặc dù xinh đẹp thông minh, nhưng Tào Hoàng hậu lại chịu cảnh lép vế trước Trương Quý Nhân, người cao ngạo hống hách được vua sủng ái nhiệt tình. Những phân cảnh tủi thân, khóc thầm của Tào Hoàng hậu mà Giang Sư Ảnh biểu đạt đã thực sự chạm đến trái tim người xem. Trong thời gian này, Giang Sư Ảnh gây chú ý khi xảy ra mâu thuẫn với đàn em Trương Thiên Ái. Khi ấy, phía Giang Sư Ảnh cho rằng Trương Thiên Ái đã chơi xấu mình khi đi rêu rao cô diễn dở và kém sắc. Trước những ồn ào, phía Trương Thiên Ái cũng nhanh chóng đáp trả đầy mỉa mai. Sự việc của hai mỹ nhân này đã khiến dư luận xôn xao trong suốt thời gian Thanh Bình Lạc lên sóng. Anh đợi em ở Bắc Kinh, một bộ phim tình cảm hiện đại do Giang Sư Ảnh và Lý Dịch Phong đảm nhận vai chính. Mặc dù đạt rating ấn tượng 2% và số điểm đưa bàn cũng tạm ổn, nhưng đối với khán giả, những gì đọng lại trong Anh đợi em ở Bắc Kinh dường như chẳng là bao. Đặc biệt, diễn xuất của Giang Sư Ảnh trong phim còn gây tranh cãi khi bộc lộ cảm xúc chưa tới, diễn xuất một màu. Từ đây, nhiều người nhận xét Giang Sư Ảnh dù đã nhận nhiều vai chính trong suốt những năm qua, nhưng cô vẫn cứ diễn một cách gượng gạo kém tự nhiên. Phản ứng hóa học giữa cô và Lý Dịch Phong dường như cũng bằng không. Cho nên Anh đợi em ở Bắc Kinh có lẽ một nốt trầm trong sự nghiệp của cô. Đến với 30 chưa phải là hết, Giang Sư Ảnh vào vai Vương Mạn Ni. Ở tuổi 30, Vương Mạn Ni có mục tiêu là kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho bản thân và báo hiếu cha mẹ già. Cô cũng mong muốn có được một mái ấm gia đình, nhưng bạn trai cô lại tuyên bố sẽ không kết hôn. Thông qua 30 chưa phải là hết, khán giả cho rằng vì Vương Mạn Ni và Giang Sư Ảnh có khá nhiều điểm giống nhau, nên cô đã dễ dàng hóa thân thành nhân vật này. Có thể nói Vương Mạn Ni chính là chiếc gương phản chiếu Giang Sư Ảnh ngoài đời thực. Kiên cường, mạnh mẽ và lúc nào cũng muốn theo đuổi ước mơ, hoàn thành mục tiêu do mình đặt ra. Chuyện đời tư của Giang Sư Ảnh. Trong suốt thời gian hoạt động, chuyện tình cảm duy nhất và đáng nhớ nhất của Giang Sư Ảnh chính là hẹn hò với Hồ Ca. Thời điểm công khai yêu đương, cặp đôi vấp phải nhiều sự chỉ trích hơn là ủng hộ. Thế nên mối tình ấy cũng nhanh chóng kết thúc. Tính đến tháng 8 năm 2020, Weibo của Giang Sư Ảnh đã có hơn 21 triệu người theo dõi. Hầu hết những bức ảnh trên Weibo của Giang Sư Ảnh đều là quảng bá phim của mình hay chụp ảnh tạp chí. Đồng thời, thỉnh thoảng người đẹp họ Giang cũng chia sẻ những bức ảnh đời thường xinh đẹp để người hâm mộ được chiêm ngưỡng. Vào nghề được 15 năm, chỉ có duy nhất một mối quan hệ tình ái với Hồ Ca được công khai, Giang Sư Ảnh ở độ tuổi 33 vẫn còn thuộc hội độc thân quyến rũ. Vào tháng 8 năm 2020, trong một cuộc phỏng vấn, Giang Sư Ảnh đã nói về quan điểm tình yêu nhận được nhiều sự chú ý. Cụ thể, khi được hỏi về chuyện tình cảm ở độ tuổi sau 30, nữ diễn viên cho biết: "Trước đây tôi thích những mối quan hệ yêu đương nồng cháy như con thiêu thân lao vào đống lửa. Nhưng mà ở độ tuổi này, tôi lại thích những điều thuộc về lâu dài và yên bình. Bản thân tôi chưa bao giờ muốn mình quên đi cảm giác được yêu thương. Đối với tôi, không yêu còn đáng sợ hơn cả việc không kết hôn." Hầu hết những bình luận trên mạng xã hội đều tỏ ra đồng tình với quan điểm của Giang Sư Ảnh, bởi họ cho rằng việc phụ nữ tìm kiếm người đàn ông có công việc, tài chính ổn định là không có gì sai trái cả. Mặc dù là một cặp đẹp đôi, nhưng sau khi chia tay, Giang Sư Ảnh và Hồ Ca đều có hướng đi cho riêng mình. Hiện tại thì Giang Sư Ảnh vẫn còn tình trạng độc thân, trong khi đó thì Hồ Ca liên tục vướng phải những tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nhân khác, nhưng cho đến nay anh vẫn chưa có người năng khăn sửa túi. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.